Đây, quý vị ơi, mình đang ở bãi xe. Bãi giữ xe. Mình định thăm đền Hùng Cần Thơ nha. Đền Hùng cũng mới khánh thành thời gian gần đây. Đây là thời điểm mà cô có 20.000 hả cô? Ngày nào cũng bán hả cô? À, thứ bảy chủ nhật mới bán. Bánh lá dừa. À, lộn, nón lá dừa lộn. Rồi con gửi cô. Rồi, cảm ơn nhiều. Phú đợi nó đi. Cho muốn cái này. Thích cái màu xanh hay màu trắng? Dừa. Dừa. Rồi. Quá, quá dữ luôn. Rồi vô. 20 ngàn trái. Vô. Quá dữ. Nón lá dừa. Đền thờ vua Hùng. Rồi cứ đi vô, vô, vô. Đây, bên phải có bản nội quy. Giờ mở cửa là 7 giờ rưỡi đến 11 giờ. Chiều 13 giờ 30 đến 17 giờ. Thứ hai cửa đền, cửa đình cái gì, thứ hai đóng cửa đền chính để bảo quản tư liệu hiện vật. Có hai cái nhà hai bên. Ây da, mình không đem cái nón theo. Phú ơi, có cái nón không? Cái nón kia, cái nón tay bèo có đem theo không? Cái nón tai bèo có bỏ vô cặp không? Cái nón tai bèo có bỏ cặp không? Thôi đổi nón này đi. Cho cha mượn nón tai bèo. Rồi mình đổi cái nón dừa luôn. Nón lá dừa. Mình vừa bước vô cổng thứ hai, bên này có cái hồ nước cá, nước cá. Kia là một cái công viên nho nhỏ. Và đây là chụp ảnh thoải mái. Có mấy bạn đồng viên đi thăm đền Hùng. Chơi cây nhé.
Tiếp tục đi Phúc. Mẹ đi vô trong rồi, đi. Mẹ đi trước vô trong rồi. Tiếp tục. 9 bậc. Đi đếm bậc thang nha Phúc. Đếm bậc thang này coi mấy bậc. Bước lên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bậc. Ây da, có một cái cây rất là đặc biệt nè. Cây đa. Cây đa. Đây một cây đa thứ hai. Đặc biệt ở chỗ này nữa quý vị. Đấy. Trời ơi cái lá. Cái lá nó bự. Rồi cả mẹ chồng. Bên đây cũng có nữ quy tham quan. Vui lòng không quay phim chụp ảnh trong điện thoại nha. Tới đây là không được chụp ảnh. Rồi mình ở đây nha. Đây mình đã ra ngoài rồi đây. Nhìn ra đằng trước. Trước cổng. Ở chỗ hồ có xây những cây cột và được khác rất là đẹp. Ở mấy bên này gió rất là mát và được che nắng rất là mát, gió thoải mát. Đây cả nhóm. Hey.
thử cái này coi nè, đây cái nón lá dừa nha, lá dừa mà người ta làm được gì luôn. Đây là bé con nhỏ mình nha, với bé lớn được hai thằng trai nè, hai thằng áo đỏ đó. Trời ơi, chơi trò chơi gì đâu mà hẹn bét. Mình ra phía sau nha. Trò chơi gì? Đây có bóng đèn, chắc bóng đèn. Vậy là cái hồ nước xung quanh đền luôn. Chỗ này gì ta, chắc chỗ lấy sáng cho tầng 1 là chỗ lấy sáng. Đây có trang bị mấy cái đèn led để chắc là chiếu sáng cho công trình vào ban đêm cho đẹp, chỉ chưa cắt ngược sáng lên. Máy vợt đẹp. Mình xin tạm ở nha, chút quay nữa, quay cảnh ra. Ở đây là cái đường, bên đây là đường Võ Văn Kiệt. Rồi sau khi tham quan các hiện vật ha, tại đền thờ Vua Hùng thì mình đi về kiếm quán nước nằm nghỉ chút xíu. Không phải, ngay cái cổng á, lại cái cổng đi, chụp hết chân à. Đi tham quan mới biết là mấy cái cột trụ này là có 54 cột trụ tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. Nên là xung quanh hồ nước có 54 trục. Ở đây thì có rất nhiều cây đa, như các cái cây khác mà các vị lãnh đạo đã đến để trồng. Đều có bản tên hết á. Như cây đa này là của đồng chí Dương Đình Huệ ha. Cây này, cây bồ đề của đồng chí Trần Thanh Mẫn. Rồi mình đi ra thôi. Rồi, trời mát xuống rồi nè. Quên, đưa cái bọc cho Út. Đưa bọc cho Út. Rồi, Phúc đâu rồi? Phúc, lẹ. Rồi, Phú trước đi. 2, 3. Rồi, hai anh em, lẹ. Hai ba mở mắt nào. Rồi thôi, quá hên.
cây đa bên đây của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tặng. Còn nhiều cây khác nữa, mình không có thời gian đi hết. Giờ phải trở ra rồi, đi. Ồ, có mấy bạn tốt nghiệp ra trường thì cũng tới đây chụp ảnh. Cái đường ra có cây tre, trồng tre hai bên. Ở đây là cái cổng bên phía đường, cổng vào bên phía đường Võ Văn Kiệt. Bố bà, hồi nãy mình đi cổng vào đó là cái chữ nó bằng là tiếng Việt, còn này chữ tiếng Anh nha. Sự tích đền thờ vua Hùng, sự tích vua Hùng. Chụp anh một voi coi, chỗ này lấy chữ đền thờ vua Hùng. Có người tặng. Ai tặng? Đó là mua đó là. Con đợi không? Okay. Đợi không? Tặng con nè. Đó, quá đã luôn. Chuyện à. Này như là bằng đồng hay bằng sắt vậy? Phía trên á nguyên chắc nguyên miếng sắt quá. Thôi cho đổi thôi, đổi rồi nè Phúc. Đó là rồi vậy. Cái đội này có khác gì đâu, khác chưa, mát lắm. Cô này chỉ bán thứ bảy chủ nhật thôi nghe quý vị. Nón lá dừa. Mình đi vào bữa thứ bảy. Mình đang đi là bữa thứ bảy. Chắc khoảng sau 1 giờ tham quan thì mình ra đi kiếm quán nước.
có mấy chú giữ xe đây, mình ra bãi xe mình lấy. Rồi tạm biệt quý vị ở đây nha. Rồi tạm biệt nào, tạm biệt quý vị đi. Trời ơi tào lao. Rồi tạm biệt quý vị nha.